Castle Winery Castello di Amorosa. Yeah, just cut the light go around me. Be careful, careful. Mẹ quay cái cảnh đi nha. Mẹ quay cái cảnh đi lên chứ. Sao ổn kỳ vậy? Ổn đi đâu chơi nè? Ổn đi coi con emu. Ừ, con dê, con gà. Ở trên đó có mấy cái con đó, nhớ không? Có con, hình như con thỏ nữa thì phải á. Có con hổ, có con... Ở đâu ra con hổ xả? Là gì ra con hổ này đâu phải cái zoo đâu. Con hổ đâu. Gì? Con thỏ ăn cái gì? Con thỏ ăn cỏ, uống nước chuối vô hang, nằm ngủ như ổn vậy á. Do you have a an electric car charging spot? No. No, okay. Hồi trước thì lên đây là walk in được, nhưng mà dạo này lên đây là toàn phải make reservation 5 ngày trước, tại vì khá là đông. Nó là kinh lót đầy, hồi xưa nó không đầy đến giờ nữa. Dạ, con thấy người ta phải đậu ở dưới nữa kìa. Ờ, như vậy. Dạ. Để mà chắc chắn được vô thì cứ mà làm hẹn trước là chắc ăn nhất. Đây là cảnh xung quanh. Gì con yêu? Con đà điểu. No, con đó không phải đà điểu, con nghe con đó là emu. No, ostrich là đà điểu, nhưng mà con này không phải đà điểu con. Đây là cửa vô cửa castle. Thì tại có member club member thì được đậu ở đây, còn không thì ở đằng sau cũng có thêm cái parking lot nhiều. Ok, đây là cái vườn nho. Lên đây thì cảnh đẹp, chụp hình được. Đó, ổn rất là thích lên đây. Ổn được coi mấy cái con này. Mà mấy cái con ở đây thì mình không có được cho nó ăn cái gì hết. Ổn nó ăn bậy bạ nó chết. Ổn ơi, con dê kìa con. Đó, con thấy con dê chưa? Có nuôi mấy con này xong tham thỉnh thoảng người ta thả nó ra đi vòng vòng, thỉnh thoảng người ta thả nó ra đi vòng vòng nữa. Ôi da, quy một cái con dê luôn nè, cái này nè. Đấy. Con nuôi ở trong đó ai cái này, con nuôi con gà con dê ra đó. Con gà rất là đẹp luôn, rất là dễ thương. Đó, nhìn dễ thương quá. Nhưng mà sợ. Đây là castle. Ra đây là cái lối ra của cái sau khi đã đi thử rượu. Rồi giờ mình vòng lên ngõ trước để mình đi vô. Cảnh rất là đẹp. Thường thì người ta sẽ lên đây, người ta chụp hình đây. Lên nhiều lần thì lúc nào cũng vẫn muốn chụp hình trước cái castle, trước cái lâu đài xây theo kiểu ấy. Mình có viên gạch ở đây là người ta đem một tỷ qua đây người ta xây, tại vì người ta muốn xây lại theo đúng cái kiểu bên ấy. Rất là đẹp. Đây có cái ao. Xung quanh castle. Ổn thì lên đây hoài thường xuyên, rất là rành đường. Đi bộ cũng khá là xa để mà đi lên đây, lên đây là có cái cầu thang nữa. Đây là cái cầu thang mới đến đi lên cái lâu đài, cho nên không nên đi quá cao. Đây cái đường này là đường đá. Và bây giờ là tháng 7, thời tiết thì cũng hơi nóng một chút. Có thể mặc đầm váy ngắn, quần short. Đây
là đẹp. Wow, những má ân vô nghe. Quỳnh lên đây nhiều lần nè, Quỳnh rành lắm. Quỳnh lên nhiều mà không biết làm rượu luôn á. Wow, nhìn xuống rất là đẹp. À, phía bên này cũng có parking lot nữa. Nếu mà đậu phía bên này á, phía bên cổng vô thì cũng được. Nhưng mà khi mà đậu bên phía cổng vô thì khi mà mình đi ra, tại nó chỉ ra vô một đường thôi, thì mình đi ra mình sẽ phải đi bộ rất là xa, đi tới, đi ngược lại cái cổng vô để lấy xe. Cho nên thường á là mình đậu ở cái cổng ra, tại vì lúc đi á, thì mình rất là háo hức, cho nên mình đậu cổng ra, mình chịu khó mình đi bộ xíu cũng không thấy nó xa. Alright, đi vô thì nói cho người ta biết tên của mình. Cổng để mình vô, thường check in chỗ đó. Hoặc là đi phía bên này vô cái phòng này check in. Nếu mà bình thường á, không có đông á, thì cứ vô đây mua vé để mà vô thôi. Ở đây cũng có cái nhà vệ sinh chỉ cho phụ nữ thôi. Thì nếu mà vô muốn đi nhà vệ sinh liền thì ở đây có cái restroom là women. Ra ngoài này thì thường sẽ chờ ở đây. Nếu mà đi tour, ở đây cũng có đi tour luôn. Nhưng mà bây giờ Covid thì người ta cũng muốn cho tour, nó gọi là guided tours only. Nó có nhiều vé, có một loại vé là chỉ có vô thử rượu thôi. Có loại vé là có một cái guided tour đi chung với người khác. Hoặc có loại vé là private tour, tức nghĩa là cái tour đó chỉ có một mình đi thôi. Rồi xong rồi thì mình lên cái phòng thử rượu thì cũng là có chỗ ngồi rồi này nọ. Nói vô thì nhà thờ mà đi ngang qua rồi. Đây là bình thường thì sẽ trước Covid không có mấy cái bàn ngồi đây, nhưng mà sau Covid thì chắc thiếu chỗ nên để cái bàn đó luôn. Bình thường trước Covid thì sẽ thử ở dưới hầm với lại ở múc thuốc ở trên lầu á. Trong nhà cái phòng như là dạ tiệc á. Trước Covid thì người ta thích mình đi tour xuống cái hầm rượu rồi có thể thử rượu từ trong cái thùng chứa rượu luôn. Mà bây giờ Covid cho nên người ta không có cho xuống hầm nữa, chỉ có thể quay ở đây thôi. Thì hôm nào trở lại mà người ta dẫn cho xuống hầm thì quay thêm nữa. Bây giờ thường á là đi xuống dưới cái hầm á, rồi mình sẽ đứng ở chỗ cái quầy mình thử rượu. Còn cái chỗ này á thì chỗ members only. Thì Kevin có hai vợ chồng có cái member, có thành viên, hội viên ở đây, cho nên lần tới đi chung với bạn bè thì đặt trước với lại lên trên đây, lên cái phòng này ngồi thử. Gặp với cô manager, không biết chức vụ của cổ cho lắm, nhưng mà cổ thường thì đặt cái cổ thì cổ sắp xếp một cái chỗ. Đây là phòng thử rượu. Wow. Gì con? Ở đây con đang ăn gì á? Bánh chấm cái gì? Bánh chấm trái chứ. Juice. Nước nho. Nước chứ. Nước chứ. Nước chứ. Nước chứ. Nước chứ. Nước nghe Kiki đứng lên hai Kiki đi. So cute. Wow, Kiki đẹp không? Kiki là màu đen á. Ờ, Kiki màu đen. Wow, rất cute. Kiki màu đen nhất phải không?
nhiều loại khác nhau, đều một cái list để thử rồi. Một cái list. Thích nhất là sweet wine, nhưng mà long xả uống thì có loại rượu khác nhau lắm. Rồi nếu mà là member thì sẽ được giảm giá. Đúng rồi, quá. Rồi, có thể thử một loại rượu mà thử nhiều năm khác nhau hay là ở đây cũng có nước nho cho baby nha, rất là ngon, nước nho rất là ngon, rất là đậm đà, rất là nguyên chất. Người ta cũng có cho bánh mình ăn nữa. Nhìn nó đang ha, nó đang là thấy ngon rồi. Nó nướng gì? Nước nho, grape juice. Ba thì uống rượu nho, con thì uống nước nho. Rồi. Hết luôn hả? Đổ đổ. Ủa nó đang đi ăn hamburger. Ủa này, con nói đi, con đang đi ăn hamburger. Hamburger ở Napa. Đúng rồi, ba mua ice cream cho ổn nha. Đây là chỗ God Roadside Burger. Cái chỗ mà mỗi lần đi Napa gia đình mình sẽ ghé lại để ăn, tại vì rất là ngon. Và thường là order cái kimchi burger. Nó có nhiều món ngon, tại vì cái fried Brussels sprout cũng ngon, sweet potato fries cũng ngon, soft serve rất là ngon. Mới mở, thường là mở lúc 11 giờ nhưng mà mới mở thì nó còn vắng, nhưng mà nó hồi là nó đông rồi, là đồng luôn. Parking lot hai bên. Menu có wine luôn, có beer luôn. Chỗ rất là rộng này, nó sau cũng có chỗ cho picnic. Potato,